Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sukkẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhá. Thì trong cái dịp Tết này, nếu như mà các bạn vào shop sikẹo.vn, các bạn mua app, các bạn mở phong bao lì xì hay là vòng quay đều nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi nha mọi người. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ giới thiệu với anh em hai mục cực kỳ là hot trên shop app của Sĩ Kẹo, dễ chơi dễ trúng thưởng, thì đó là mở bao lì xì Tết với lại thì là vòng quay kim cương nha mọi người. Đối với vòng quay kim cương thì các bạn sẽ mất 50k một lượt, các bạn sẽ có cơ hội trúng rất là nhiều kim cương này. Và chúng ta hãy cùng thử vận may nào mọi người nào. Ui, 50.000 nhận ngay 1.283 kim cương, khá là ngon các bạn ơi. Và tiếp tục quẩy xem là nó như nào này. 678 kim cương, vẫn lời luôn mà anh em, lo gì phải không nào. Tiếp tục chiến nào. Yes, 85 kim cương, pha này hơi toạch rồi anh em ơi, hơi toạch. Lại nào. Ui, nổ hũ 2.186 kim cương, wow, ngon vãi anh em ơi. Rồi nha, phải nói là rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Chỉ với 50.000 đồng các bạn có cơ hội trúng rất là nhiều kim cương. Và một mục cực kỳ hot nữa đó là mở bao lì xì Tết nè. Và đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều những cái phong bao lì xì ở đây. Và các bạn sẽ chọn vào úp thẻ nha mọi người. Và chúng ta hãy cùng chơi nào. Anh em lựa chọn một cái bao lì xì. Uầy, chúng ta có 5.000 kim cương. Yes, về vãi anh em ơi. 50.000 nhận được 5.000 kim cương, phải nói là rất là lời phải không nào anh em ơi. Nữa này, lựa chọn một cái bao lì xì bất kỳ này. Rồi nha anh em. Wow, và chúng ta trúng có 1.000 kim cương thôi. Nhưng mà không sao, vẫn lãi anh em ơi, vẫn tiếp tục chơi này. Rồi nha mọi người, tiếp tục lật hình nhá. Đây. Ui, cái gì đây? Ui, 9.999 kim cương. Wow, phê vãi các bạn ơi. Yes, thế này thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không vào chơi nhở anh em nhở. Uầy, ra thêm cái nữa nào. Đang may. Uầy, phần này tạch rồi, chúng có 325 kim cương thôi anh em ơi. Lỗ vốn. Rồi nha mọi người, sau khi mà mọi người đã trúng kim cương thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình đó là cái mục rút kim cương này. Ok luôn. Sau đấy thì các bạn sẽ lựa chọn cái gói kim cương muốn rút. Mình sẽ lựa chọn 950 kim cương đi. Và các bạn nhập cái ID trong game của các bạn vào. Ở đây của mình là 17-28-101. Anh em kết bạn với Kẹo và chúng ta sẽ cùng chơi Free Fire trong dịp Tết này nhá. Số nhá, rút thôi anh em, hôm nay mình sẽ rút tầm khoảng là 10.000 kim cương luôn. Anh em cứ nhấn rút liên tục luôn anh em. Rồi nhá mọi người, wow. Cái số kim cương còn lại trong tài khoản thì mình sẽ dành tặng cho mọi người nhá. Vì thế nên là các bạn hãy comment ID game vào ngay bên dưới video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nè. Yes, và chúng ta có 11.430 kim cương. Như vậy là kim cương đã được cộng vào tài khoản rồi nhá các bạn ơi. Mà nghe nói là mới ra cái gói Kung Fu Tết, thế nên là vào chiến luôn anh em nhở. Mình khá là thích cái bộ trang phục Lý Tiểu Long này, thế nên là hôm nay nhất định là sẽ quay ra được cái bộ trang phục Lý Tiểu Long nha anh em. Và mọi người ơi, ok, mở một hộp trước cái đã. Hóng thôi các bạn ơi. Uầy, không trúng rồi anh em ơi. Một vé thì khá là khó có cơ hội để trúng. Thế nên là chúng ta sẽ lại chơi tiếp nha anh em. Lần này thì Kẹo sẽ quay 10 lần luôn anh em ơi, để tăng cái cơ hội trúng và nhất định là sẽ có được cái bộ trang phục Lý Tiểu Long này. Cố lên anh em ơi, và hóng thôi. Ấy nào, chúng ta hãy cùng quan sát nào anh em ơi. Uầy, phần này lại toạch rồi, phần nữa này. Ý anh em ơi. Yes, wow, chúc mừng này. Uầy, gói Kung Fu Tết luôn. Uầy, đã vãi anh em ơi. Hình như là mình quay chơi tới 1.000 kim cương trúng luôn được cái bộ trang phục Lý Tiểu Long rồi. Phê vãi luôn. Các bạn ơi, mở gói trang phục lần nào. Mở luôn này. Yes, đã vãi luôn anh em ơi. Chơi tới 1.000 kim cương trúng luôn được cái bộ trang phục Lý Tiểu Long. Wow. Hello anh em, và lại là Sĩ Kẹo đây. Làm ván Free Fire anh em nhờ. Thì hôm nay nếu như mà các bạn chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, tức là ngày hôm nay, anh em sẽ có cơ hội nhận rất là nhiều những cái phần thưởng hấp dẫn nha anh em. Sẵn Kẹo mới đăng nhập và nhận ngay được 40 cái mảnh hộp ma thuật rồi. Khá là ngon phải không nào. Và chúng ta let's go. Đơn hai bên này mà láo quá cơ anh em ấy, qua vản nó luôn này. Á đủ quần tím hải mây. Làm sao quần tím hả? Ok luôn, một mạng đầu tiên anh em thấy là có dễ không ạ?
rất là dễ phải không nào mọi người ơi, và dễ như ăn kẹo luôn nhá. Với anh em, như vậy là kẹo đang có combo súng đó là M4A1, với lại thì chúng ta có thêm một cây MP40 nữa. Đứa nào trên kia vậy? Là đi. Ui, làm sao đây? Chạy làm sao được hả em ơi? Ok, 2 kill luôn. Và hôm nay thì anh em đã đi chơi Tết được nhiều chơi nhỉ mọi người. Riêng kẹo thì từ sáng đến giờ thì đang ngồi chơi game để làm video cho anh em thôi, chứ còn là cũng chưa đi chơi đâu cả. Thì lát nữa kẹo cũng sẽ ra ngoài đi chơi thôi nhá. Năm mới thì kẹo xin chúc anh em đó là ngày càng xinh trai đẹp gái hơn. Các bạn đang đi học thì chúc các bạn học giỏi hơn này, nhận nhiều lì xì hơn này. Còn các bạn đang đi làm thì xin chúc các bạn đó là kiếm được nhiều tiền nhá. Vâng mọi người ơi, và thử lên trên này coi nào. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở khu cổng trời rồi. Uầy, vãi hà, trông kiểu bảo nhau căng thế nhở. Tôi lại sợ công quá cơ. Thôi qua xem như nào và luôn cho nó anh em. Hôm nay thì mình kiểu ngáo ngáo, thế nên là mặc cái bộ trang phục tù nhân này. Vâng anh em, 3 kill luôn, khá là dễ phải không nào. Và lúc này thì trong trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 9 người chơi thôi. Cơ bản là Tết thì anh em kill nhau rất là gắt luôn, thế nên là chơi có xíu thì tất cả mọi người chơi đã bị hạ gục cả rồi. mọi người ơi, để mình coi xem là có gì ngon không nhở. Uầy, có một keo này. Thế thì lượm thêm một keo thôi mà. Vâng, đây nè. Rồi nha mọi người ơi, lượm thêm tí máu nữa. Và hiện tại thì chúng ta có 3 trái bông keo. Mình nghĩ là với 3 trái thì chúng ta có thể là đủ dùng trong cái trận đấu này. Với anh em, và lượn lờ đi kiếm thêm kill thôi mọi người. Quan trọng là phải kiếm thật là nhiều kill anh em ạ. À mà quên nhở, đó là năm mới này thì kẹo xin chúc anh em chơi game Free Fire đó là nhảy dù đúng nơi, tiếp được đúng chỗ và loot được nhiều đồ ngon nhá. Anh em ơi, loot thính thôi nào. Vâng, và có luôn được quả giáp chống nổ phê vãi luôn. Nếu như mà anh em yêu quý kẹo thì các bạn đừng quên là nhấn nút like cũng như là các bạn chia sẻ video này giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều này. Vâng, trận đấu này thì là một trận đấu đầu xuân, nó khá là nhẹ nhàng mọi người ạ. Chỉ còn lại có 7 người chơi thôi. Xem như nào, cố gắng... À đâu, kẹo tính nhầm rồi, còn lại 8 người chơi cơ. Xem như nào, cố gắng kiếm kill, kiếm thêm kill thôi anh em. Không là bây giờ mới có 3 kill, ít kill quá. Sáng sớm anh em ạ. Nói chung là giờ mới dậy nên là hơi ngáo ngáo tí. Mình thì mình dậy để chơi game làm video cho anh em thôi. Chắc là hôm nay là anh em dậy hơi sớm nhá. Có phải là anh em dậy sớm để đi nhận lì xì không? Kẹo thì đã quá tuổi nhận lì xì rồi anh em ạ. 21 tuổi rồi. Lát nữa là lại còn phải đi lì xì cho các em này, các cháu thôi anh em. Vâng, và lượn lờ xuống phía dưới thung lũng này thì kẹo thấy rất là vắng luôn ấy. Xuống thung lũng này kiểu như là nó còn vắng hơn cả trên kia nữa. Thế này thì đào đâu ra người hả anh em ơi? Thôi nhưng mà hãy cứ lượn lờ thôi anh em. Chơi game sướng sướng thôi mà. Rồi nha, let's go. Wow, anh em ơi, chưa thấy ai cả. Nani, thế này thì phải xem như nào đi kiếm người nhở. À, tôi sẽ qua đây nha mọi người. Ok. Đấy, bảo dưới cơ anh em kill nhau rất là nhanh luôn, còn lại 5 đứa này. Nói chung là trận này top 1 rồi, anh em yên tâm. Top 1 chắc luôn anh em ạ. Tôi thấy là cái kiểu này là cái kiểu lấy top 1 khá là dễ. Bởi vì anh em kill nhau nhanh mà đấy. Tí nữa có khi là kẹo không cần làm gì cả, anh em tự kill nhau chết hết xong là mình win nhở. Ui, nghe kiểu hợp lý vãi chưởng luôn nhở. Lên trên cái mọi người ơi, ở bên trên là UAV này. Trong UAV có ai không? Solo các bạn ơi. Khổ vãi, mình đi tìm các bạn để solo mà. Khổ, kiểu khổ nỗi mình kiếm mãi chẳng kiếm được ai. Đâm ra chán nản, thật sự luôn anh em ơi. Vâng, còn lại có 3 người chơi thôi nha các bạn. Xem như nào, lên trên cổng trời xử nốt chúng nó đây. Mình thấy là hiện tại thì bo thu lại cũng đang khá là nhỏ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy ai, kiểu như là số mình xui ấy. Kiểu là hôm nay là chơi game không có duyên ăn được nhiều kill anh em ạ. Mới được có 3 kill này. Nhạt nhẽo thật sự luôn. Cho này có ai không? Uê, và ai? Lại mình. Thề, chắc lại gặp ông Thánh mình đâu rồi. Nghe nói là anh em chuyên đặt mình thì... mà thằng này nó chỉ có một quả thôi. Tôi tưởng nó đắt nhiều cơ. Hóa ra là mình tính toán hơi sai lầm. Ten ten mọi người ơi, và cơ hội top 1 lúc này của kẹo đã lên đến đó là 25% rồi. Anh em thì dễ không ạ? Thế này mà không chơi được top 1 nữa thì chắc là xóa game luôn, khỏi chơi game anh em nhờ. Mà kiểu tự nhiên thấy giọng mình nó hơi khàn khàn anh em ơi. Chả biết như nào nữa. Sorry anh em nhờ. Giọng hơi khàn khàn tí.
chắc kiểu mấy ngủ dậy nó vậy. Ơ để mình coi nào. Thằng nào trên đấy nhở? À kia kia kia. Ok ok ok. Ok anh em ơi, thằng bé nó đang ở ngay trên nóc nhà đấy. Thôi xong. Mày có chừng với tao nha mày. À năm mới mày nhảy lên nóc nhà mày làm gì ở đây? Mày canh tao đi à? Anh em yên tâm, đây tôi chạy vào trong luôn. Xem thằng này nó láo nháo kiểu gì. Để hạ nó luôn đi anh em ạ. Nào nào. Làm sao? Làm sao bây giờ mới thích làm sao hả? Ui vãi lịu luôn. Thôi anh ơi em xin, em xin, em xin. Em dỡ xíu thôi. Làm gì mà căng nhở? À đủ. Mày thích căng với anh à? Anh em ơi, cho nó ăn cái đạn phóng lựu này. Làm sao? Ui à đủ. Nào, pháo cầm tay thì cho chú xanh mộ nhá. À đủ. Mày chạy đâu? Nó vẫn chạy được anh em ơi. Quả nữa này. Không trúng rồi các bạn ơi. Xem như nào lên hẳn trên ống nhà vả nó luôn anh em ơi. Đây đây. Cái chỗ này là anh em móc được nó mà. Nào đây à? Uầy, làm sao? Cái gì cơ? Váy vàng luôn cơ. Váy vàng thì làm sao? Váy vàng thì chơi game đàng hoàng nào. Uầy, vãi trưởng. Anh em ơi, ở dưới con người phần này khoai thế. May anh em ơi, may tôi chạy kịp. Không kiểu phần này hơi khoai. Dễ đai anh em ạ. Nani, đây à? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh các bạn ơi. Pha này là phải xử lý bình tĩnh anh em ơi, không xanh mộ đấy. Nào, có lẽ là nên đứng tạm đi thôi. Phải hàng nó bắn thứ kia anh em kìa. À, mình nhảy xuống mới chơi tao. Ok thôi, sẵn sàng, sẵn sàng. Yes, mình nghĩ mình là ai? Nó nghĩ nó nhảy xuống nó ăn được mình cơ anh em ơi. Sai lầm rồi nhá em ơi, sai lầm rồi. Hôm nay kiểu sao lại chơi game sai lầm thế nhở? Vâng mọi người ơi, chúng ta lại có thêm một keo rồi, ba trái một keo cơ mà. Nào, mình nhớ là chỗ kia còn một đứa chạy vào bo cơ mà. Vào đây em ơi, xin lỗi với anh này. Uầy, chạy đâu Hải em ơi, nỡ mà. Uầy, ơ vãi. Nó chết vì bo lên anh em ơi, đáng thế nhở. Không đáng lẽ là có 5 kill rồi. Đã ít kill thì chớ lại còn gặp ngay đứa chết vì bo. Cay thật. Anh em ơi, thằng nữa nó ở trước mặt nhá. Ngay chỗ nhà Doraemon thôi. Rồi anh em bình tĩnh. Đây, anh em bình tĩnh, tôi sẽ xử nó. Xử đẹp nó luôn cho anh em xem nhá. Thằng này rơm rơm, nó không tuổi kẹo, ok. Uầy, vãi câu dịu qua luôn. Dân chơi đấy, không phải dân thường đâu. Dân chơi đấy, ok ok. Dân chơi thì làm sao hả? Đây anh em ơi. Mày này, ăn no lịu này. Ăn no lịu đi này. Ở dưới thêm một quả nữa vào đấy. Hóng thôi anh em. Ơ, nó không xuống anh em ạ. Thế thì cho ăn lịu choáng luôn này. À, thằng này ngồi trông có vẻ thông minh nhở. Thế thì mình cho một quả mìn ở dưới nhá. Xuống đây em ơi. Xuống đây solo em ơi. Nào. À đây. Không xuống cả. Thích ở trên cả. À đủ này. Làm sao này. Mày xuống rồi đây à. Ui. Vãi. Yes. Bao nhiêu anh em ơi. Kiểu pha cuối thằng bé nó cầm cái pháo cầm tay hay sao ấy. Mình sợ vãi. Tốt một rồi các bạn ơi. Tặng anh em bông hoa này. Chúc anh em năm mới vui vẻ nhá. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em sau nhá.